Bà này bà mua lúc khoảng 70 đô, bây giờ bà bán lại còn 5 đô các bạn. Người Mỹ bán đồ cũ và bán đồ ve chai như thế nào? Cùng đi tìm hiểu nhá. Thôi. Kho kệ người ta cho miễn phí luôn này. Mình đang lạc vào kho tàng đồ cổ luôn các bạn. Và những đồ rất là đẹp luôn này, các bạn nhìn này. Ở đây sân đào họ bán rẻ nữa các bạn. 10 đô. Hi, xin chào các bạn. Sáng nay thì mình đang dẫn con mình đi công viên ấy, thì đi ngang qua cái khu này ấy, thấy họ bán rất là nhiều đồ cũ, đồ ve chai trước cửa nhà luôn á. Đây là lần đầu tiên của mình mà thấy họ bán nhiều như thế. Thế bây giờ mình dẫn các bạn vào đây xem là xem người Mỹ họ bán đồ cũ gì, giá bao nhiêu và có đồ gì dùng được không nhá. Đi thôi. Okay. Hi, the pillow how much? $1. Everything is dollar here? $1. Okay. Yeah. 1 đô một cái các bạn. Sách cũng 1 đô luôn. Ê, cái đồ chơi này mua cho bọn trẻ con chơi được không ta? Bowling á. Mà nó không có bô nhỉ? Nó không có trái banh đúng không? Cái đồ này đồ miễn phí này các bạn. Họ để đây là cho ai muốn lấy thì lấy nè. Con của bà bán hàng này là được giải cheerleaders. Này thùng rác nè. Dùng thế là thùng rác này thì nhìn nó bị méo mó nhưng mà dùng vẫn tốt nha. Cái này là 2 đô. Này mua để làm gì đó, không có 2 ba? 2 đô. Để đựng chiếc cây hay gì đó. Ở đây thì nhà này là họ bán xong rồi cái tiền mà thu được thì họ sẽ donate nha các bạn. Đây là họ cho vào tặng cho Maui nè. Mấy này cũng dễ thương ghê luôn á. Nếu mà nhà mình bự mà còn nhiều chỗ để mấy này rất là hay. Ủa cái này không biết là gì đây ta? Bản đồ. Để đựng nước hả? Cái này hay ghê nè. Ai mà thích mấy trưng bày mấy đồ cổ cổ. Này giống như bản đồ thế giới thời xưa nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ đi sang nhà kế bên này, đây là họ cũng bán luôn các bạn. Ở đây thì họ cũng rất là dễ thương, mặc dù mình không có mua đồ nhưng mà mình vào mình coi, họ cũng rất là thân thiện các bạn, nói chuyện rất là vui. I'm not sure, but I mean it's for kids. Yeah. Oh, this one just selling for $10. If you can ride it. How can I put this like, you know, like one second. Yeah. One second. Ở đây nhà nào cũng có một quá trời mấy cái trophy họ cho không nè, cho miễn phí nè. Bán nồi cơm điện 10 đô. Này hơi bị cũ này ha. Wow. Vali này 1 đô các bạn. Vali này có 1 đô thôi. Đây là bán có trời kiếm bát này. Kiếm bát. Ở đây thì mình thấy người ta cũng hay trả giá các bạn. Tại vì bình thường bán đồ cũ và giống như là người ta cũng muốn. Nhà này thì họ bán quá trời đồ luôn á. Mình thấy giống như là đồ nào mà mang ra bán được là họ mang ra bán. Đây là một cơ hội tốt để cho những chủ nhà họ có thể dọn dẹp lại nhà nè. Cái đồ đọc đĩa thời xưa này các bạn. Thôi bỏ cái đồ đọc lên ha. Cái này chắc giờ cũng hiếm á, khá hiếm luôn á. Hay ghê. Cái nặng không? Không có nặng lắm. Không biết là còn hoạt động được hay không? Cái này người ta cho miễn phí luôn này. Đồ đầy, bét thôi, bất cứ gì cũng được. Miễn phí, miễn phí. Còn bên này cái tủ quần áo này kiểu thời xưa, 20 đô. Đúng là kiểu đồ cổ luôn. Wow, nhà này nhiều đồ nha. Này có mấy board game ha. Quá trời luôn nè, cái này chắc 5 đô, thấy để đây 5 đô nè. Còn bên trong này là những cái bàn hay cái gì á. Mình chưa chơi trò này bao giờ nên không có rành. Nó rất là đẹp. Đây trên này họ để giá mấy cái trò này là 5 đô hết này. Này đồ chơi, nhà này chắc là con trai. Cái cuốn sách này, cuốn truyện. Oh yeah. Yeah, I have more French books that my kids took French. I see. Này là tiếng Pháp. 5 đô. 5 đô sách tiếng Pháp.
We tried and Yeah, you guys have a lot of books. Yeah, we tried. We really a lot of books. Yeah. Oh, sorry. Begin. Wow, mấy cuốn sách này còn rất là mới luôn. Chắc họ bán ở mấy sách này đều 5 đô, mấy sách dày 5 đô, còn mấy sách nhỏ đây 2 đô này. Đây là con ghế này, cái đồ đá này, đồ đựng đá 10 đô. Cũng được đấy chứ, này đi mùa hè để đá vô được này, kéo ngon lành luôn. Cái máy hút bụi này họ bán ở 50 đô. Này bán rất là đắt, quên, có nhiều chỗ mà họ bỏ đồ là họ bỏ những cái đồ như vậy luôn. Đây bán cái này cũng khá đắt hơn. Cái quạt này 20 đô. Làm vườn này 1 đô. Ở đây họ bán mấy cái chổi trà này các bạn, rất là 1 đô này. Halloween. This is not for clean. This is Halloween stuff. Đồ đó để chơi Halloween đúng không? Phù thủy đó. Cái cưa này. Cưa này họ bán 5 đô. Đó, rất là nhiều đồ ha. Ồ, cái chén này. Này là nhà này kiểu nhà Hàn Quốc, Hàn Quốc Nhật. Wow, cái này 2 đô. Dễ thương quá. Này để đồ ăn nè. Trời ơi, nhìn siêu siêu yêu luôn. Mình rất là thích mấy cái đồ Nhật Hàn Quốc á. Con này hay nhỉ. Này 10 đô. Cái khay này mang đồ ăn đi đồ ăn trưa mà nó hơi bị nặng. Mà đẹp quá. À, cái nồi nấu chậm này, ở đây họ bán 5 đô thôi. Wow. Nè, 5 đô. Bạn thấy là rẻ hay đắt? Mình thấy cũng là rất là rẻ luôn á, nếu mà nhà nào cần á hả? Đây, những cái bộ chén này, 5 đô. Rất là dễ thương, đồ thấy đồ xịn không à? À, cái hộp này là hộp lunchbox của người Nhật, người Hàn nè. Đúng rồi. Bento box 5 đô, đẹp quá ha. Đây là mấy cái bình đựng nước nè. Ủa, hay vậy. À, này là trà hay cà phê nè. Cái này 5 đô. Đó. Ủa. Hay vậy. Bây giờ mình mới biết mấy này, bình thường nhà mình không có uống trà hay cà phê nên là không có rằng. Wow. Hay. Mới có luôn. Không phải mới có nhưng mà nhìn nó rất là tốt các bạn, chất liệu rất là tốt. Nhà này có vẻ bán khá là nhiều đồ nha, bán bên trong gara của họ. Hi morning. Good morning. Cái đồ này giống như quần áo nè. Ba lô nè. Có nhiều cái mới mà cũng có nhiều cái rất là cũ. Họ bán rất là nhiều quần áo ở đây. Quần áo cũ. Ơi cái đồ gì này. Này từ cái này chỉ là cái bàn phím thôi. Bán cả cái chậu cây này bự nữa. Mấy chậu cây bự này ở Mỹ bán khá là đắt luôn á. Đúng rồi, loại bút họ cũng bán luôn hả. Không biết là dùng cho cái gì được. Kẹp tóc. Bán camera. Is it still working? Yeah, it's working. Okay. Oh no, this one. I think this one now working $1. Oh, not work. It's for display. Yeah. Maybe someone. Cái này nó không còn hoạt động được nữa. Họ bán 1 đô. Chắc cho muốn ai mà muốn mua để trưng bày đó các bạn. Those are working. Here are working. Ah. That's I think a fume camera still. Olympus 5 đô. Cái này chắc là đồ cổ lâu lắm rồi ha. Thực ra mấy cái này tốt cho những ai muốn sưu tầm đồ cũ á thì cũng rất là hay. Ở đây các bạn cũng rất nhiều sách luôn. Sách là cái mà mọi người đều gọi là chất ở trong nhà rất là nhiều. Đây là sách ai học về y này, y khoa. What if. Wow, đây máy này bự này. Này máy giống như máy xay á. Máy xay các bạn. Siêu bự luôn mà không thấy ghi giá này. Cái này giống như nước ép. Ừ.
Đây họ bán rất là nhiều đồ gia dụng ở trong nhà ha, mấy cái đồ cũ không có xài nữa, không muốn thay. Bán cái lóc khóa luôn nè. Cái này họ bán 5 đô các bạn. Cái đồ xay nước ép này nè. Wow, mình thấy rẻ chứ, 5 đô còn mới, bạn này dùng có mấy lần hả? Can you put a whole carrot inside? Yeah, whole carrots inside. The whole apple, is it possible? Whole apple, yes. The whole apple usually too big. You have to cut in half. Yeah. Oh. I think when you buy new, it's like $70 or something. If you want to try, you know, if a juicy works for you, maybe buy a garage sale is better. Yeah. It doesn't work to buy a new one. Yeah. But I don't know. Mommy, you're so busy. You have no time to squeeze juice. yeah, that's true. Cái này á, là bà này bà mua lúc khoảng 70 đô. Bây giờ bà bán lại còn 5 đô các bạn. Cũng rất là đẹp ha. Bự, ổn mà thấy chắc lắm nha. Mà không biết hãng này thì có tốt không? Mình chưa xài cái hãng này bao giờ. Okay. You sold already. Already sold. Yeah. Oh, the bike. How much is that? $40. $40. Yeah, it's $40. Oh, wow. Oh. It's a very good price. Đây cái xe này là xe đạp này bán có 40 đô là siêu rẻ luôn các bạn, mà nhìn chất lượng nè. Quá tốt luôn. Ừ, nhưng mà bán rồi. Wow, công nhận luôn á. Này là cái xe đạp này có thể gặp được nhá, nhưng mà mấy cái đồ tốt là người ta mua hết trơn rồi các bạn. Uổng ghê á. Nhà này giống như chuyên sưu tầm những đồ máy chụp hình, camera bị hỏng các bạn. Họ bán 1 đô này. Thank you, have a good day. Yeah. Đi, có cái nhà ở đây nữa nè, thấy đang bán xe đạp nên là mình dừng lại vào coi. Hi, morning. Hi. Is the bike for sale? Yes. How much is this? This is 50. Sorry? 50. $50. Can I take a look? Yeah. Đây, xe đạp này là họ bán 50 đô nè các bạn. Coi sơ qua thì chiếc xe này mắc hơn mà chất lượng lại không bằng xe hồi nãy nên là thôi tụi mình bỏ qua chiếc này. Đây cái nồi này 15 đô còn mới. Yeah, this one is new, that one is new. À. Cái nồi 15 đô. Đẹp hay chứ? You can do it for 10 bucks. Giảm giá còn 10 đô các bạn. This one is also new. I haven't even opened the package. Oh, so you bought two of them, have never used. Áo này, jacket này họ bán 7 đô mà còn 10 đô chứ. Đẹp lắm luôn các bạn. Mới à. Mới và xịn. It looks like new. Yeah. Yeah. That's from our Alaska trip. Of Alaska, you guys bought for Alaska. Yeah, this one is from Alaska. This one we got from there. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah. Have a nice day. Yeah, have a nice day. Yeah. Đây. Mua được cái nồi 7 đô. Nồi mới. Oh wow, nhà này có quá trời trái fig luôn nè. Wow. Đó, các bạn thấy không? Trời hai cây luôn nè, hai cây fig luôn nè, quá trời luôn. Đã. Này của nhà người ta. Trời trái nào cho nó bự ơi là bự luôn á. Cái này luôn đúng không? Cái đàn. Đang này chơi đúng ta? Đồ chơi. Đồ chơi vậy. Đồ chơi. Nhìn dữ luôn. Sách, nhà nào cũng đầy sách luôn. Túi sách. Bán cả đĩa phim này. Ôi, đĩa phim này, phim từ thời xưa luôn. Nhà này là những phiên bản đồ cổ luôn các bạn. Mấy đồ nhìn rất là lạ hay luôn á. Kiểu Trung Đông nhỉ? Trung Đông ở cái vùng Ả Rập á. Đây giống cái đèn thần các bạn. Cà cà ở đây thần đèn bay ra này. Cái nhà này chủ nhà như người Ấn á. Đấy. Ôi hay thiệt luôn á. Đây là đồ ăn. Mấy cái đồng hồ cổ nhìn rất là đẹp. Thì họ bán 185 đô. Không biết là để giá hay là cái gì nữa, hay là giá thời xưa. 185 nè. Rất là nhiều đồ cổ, đồ trưng bày đẹp lắm. Nhìn cứ như lạc vào thế giới huyền bí của Aladdin và những cái đèn thần nữa. Nhìn cái này. Cái đồ này hay ghê.
Cái đồ này để làm gì đây? Không biết nữa. Giống như để than hả? Cái đồ xúc than. Than củi đấy. Đồng hồ rồi xưa đây. Trời ơi. Toàn đồ với đồ mà xem trong phim đấy các bạn. Đèn này cũng đèn ở Thổ Nhĩ Kỳ đấy các bạn. Hay nhở? Đèn này đẹp ghê luôn. Giống như là họ chưa xài, chưa mở ra xài luôn các bạn. Mà đây là cái cầu này giống bay ở Thổ Nhĩ Kỳ á. Quá đẹp luôn á. Nhà bạn nào mà thích trang trí mình thấy cái cả rush sale này là rất là phù hợp luôn á. Bàn cũng hay này, bàn này là mặt đá luôn nha. Đồng hồ quả lóc. Hồi nhỏ là hay thấy mọi người treo cái đồng hồ này mà lâu lắm rồi mới thấy lại á. Đồ hồi xưa cổ ơi là cổ luôn các bạn. Của Sony này. Recording tape là để thu băng hả? Đây này. Wow, hay chưa? Này là nhà mua quá trời mà không xài chất đồ á các bạn. Bây giờ mang ra bán trưng bày đồ cổ. Cái này những bạn nào mà cần á, trời là thích cái này lắm luôn á. Thì mình hỏi cái này bán bao nhiêu nhá. Hi, this one how much is it? That one, 95 all together. 94? Yeah, for everything. Oh, okay. Those are about $25 yeah. Each you want buy. Oh, 25 yeah. Each. But no, are you 95 for all? Này là 95 đô hay 94 đô nhỉ? 95. 95 đô rồi nguyên cả set này đúng không các bạn? Cái máy này này, không biết còn hoạt động không? Quên chưa hỏi chứ không biết còn hoạt động mới bán á. Còn cái này là nếu mà mua riêng cái đĩa này xong á là 25 đô một cái set. Là có 4 á, 3-4 cái. Đây cũng là kiểu thời xưa nhỉ. Giữ bác chủ nhà này, bác ấy cũng lớn tuổi rồi đó, nên giữ vẫn rất là kỹ. Đẹp, để trưng bày là quá đẹp luôn á. Đĩa này, cái cổ mà thực ra là vẫn còn mới luôn, họ giống như họ chưa xài, mình thấy mới mà. Còn cái này nó mà giống như chưa xài luôn á. Mấy người lớn tuổi hay chữ đồ nhiều á. Rất là đẹp các bạn, nhìn cổ và cái ghế này nó trời đất ơi. Nhìn siêu yêu luôn á. It's like in a bucket. So this also it comes out here. Wow. From 19th century. That's an old washing machine. That's old like washing machine. Display only, yeah, display. Yeah, cannot use anymore. You can use it, but no one uses it anyway. We have washing machine now. That was the first one. Yeah. Đây là cái máy giặt thời xưa các bạn. Oh, memory. Yeah. Đây mình để đồ ở đây xong mình chà chà nè cái bác này bác chị á vui ghê. Đi này cũng biết được nhiều thứ hay á. Ôi cái đèn dầu này. Thôi cái đèn dầu thời xưa mình nhà mình còn xài nữa các bạn. Bây giờ mình ở quê là xài mấy cái đèn dầu như này. Ôi nó đẹp thì đâu á. That's hand painted. Hand painted? Yes, that's all hand painted. And that's signature here somewhere here, signature here. Oh. How much did you sell this? That's from 1880. 1880? Yes. Wow. That's English. You can Google this name. Oh, 1825. Yeah. And that's 65, I give $40. Oh, $40 for this. Công nhận nhà của bác này bán toàn đồ hay không à? 65 đô bác ấy bán lại là 40 đô nha các bạn. Này là vẽ bằng tay đó. Toàn đồ độc đáo ở trong đây không à? Cả cái này đây này, cái này nhìn hay quá à. Đúng là thiệt bây giờ mấy cái này là kiếm không ra đó. Thì còn ai còn giữ lại là hàng quý, hàng hiếm á. Cái này là như bạn nào mà muốn sưu tầm đồ cổ này, những cái đồ mà từ thời xưa giống như trong phim Indiana Jones á, thì đây đúng là thiên đường á. Mà đúng là đi mua ở đây thì cũng là tùy nhà các bạn. Có những nhà thì họ bán cũng đồ cũ, thật là cũ, quần áo xài. Có những nhà thì bán là những cái đồ cổ như vậy á. Rất là đẹp luôn. Mình chỉ cần đi nhìn không mà mình cũng đã mê rồi các bạn.
Vậy hôm nay mình cũng đã đi xem được khá nhiều nhà bán hàng đó các bạn. Mình thấy cũng khá là hay ha. Ở Mỹ bạn có thể bán đồ cũ và bán đồ giống như đồ ve chai trước cửa nhà, vừa có thể kiếm được ít tiền nè và vừa bảo vệ môi trường nữa. Video này cũng khá là dài rồi, mình tạm dừng ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.